Theo tôi thì đây là một thời điểm rất tốt để làm việc tại Việt Nam. Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào kinh tế Việt Nam thì cơ hội nghề nghiệp cho các kế toán viên sẽ ngày càng tốt và mở rộng hơn. Chúng tôi có rất nhiều khách hàng là doanh nghiệp đa quốc gia. Ngoài việc cần tuân thủ theo tiêu chuẩn của Việt Nam thì họ cũng cần tuân thủ theo các quy định quốc tế. Và đó là lý do vì sao mà tôi cần phải lựa chọn một chứng chỉ quốc tế. Và tôi đã tin tưởng chọn CPA Australia. Chương trình CPA đã dạy cho tôi tất cả các kỹ năng về thuế và kiểm toán. Và còn hơn thế nữa, tôi được học về kinh doanh, chiến lược và lãnh đạo. Do vậy, tôi có nhiều sự lựa chọn hơn cho con đường sự nghiệp của mình. Ở vị trí mới, nhiệm vụ của tôi là xác định vị thế của ngân hàng trên thị trường. Vì vậy, sẽ rất tốt khi có khả năng tư duy toàn diện. Tôi đã có một nền tảng kiến thức vững chắc về kế toán hành nghề và kinh doanh quốc tế. Đồng thời, tôi cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế. Giờ tôi có thể dẫn dắt các nhóm làm việc và quản lý khách hàng. Và đó là điều hết sức quan trọng đối với các nhà quản lý. Sau khi trở thành hội viên CPA, tôi cũng đã được đề cử làm phó phòng thuế. Tôi tin rằng danh hiệu hội viên CPA sẽ mở ra cho tôi nhiều cánh cửa bởi nó được công nhận trên toàn cầu. Khi các nhà tuyển dụng thấy danh hiệu đó trên đơn xin việc của bạn, họ biết rằng bạn có thể suy nghĩ như một nhà lãnh đạo doanh nghiệp và có khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. CPA tổ chức rất nhiều sự kiện ở Việt Nam và điều này giúp tôi có thể tăng cường giao lưu, mở rộng các mối quan hệ có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của tôi. Quản lý của tôi cũng là một hội viên CPA và theo tôi thì cô ấy là một người thầy rất là tuyệt vời. Thỉnh thoảng tôi gặp gỡ mọi người sau giờ làm việc để cùng học chương trình CPA. Chương trình CPA rất linh hoạt, vì vậy tôi có thể quản lý thời gian học trong khi vẫn làm việc toàn thời gian. Điều đó giúp tôi tiến nhanh và xa hơn. CPA Australia hiện đang có mặt tại Việt Nam ở cả hai thành phố lớn nhất nước, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Nào, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nhé!